Nói thêm ngày nữa không? Đây là bán tự nè. Cái lên bán tự là cái nơi thờ Đức Phật Mẫu. Đằng kia là thờ trời, đây là thờ đất ý vậy, hôm nay là vậy đó. Chỗ kia thờ Thiên Nhãn, tức là thờ trời, thờ Dương, Nam. Mỗi tỉnh vậy đó. Mỗi một tỉnh một ra. Trời ơi, chạy rồi. Chạy chậm, chạy chậm. Đi gặp thằng Lên, giao lưng giáo cho nó có bằng. À, chú rồng rồi, tên bụng rồi anh. Đây của Campuchia. Đây là Campuchia. Mỗi một tỉnh ra, mỗi một tỉnh một gian ha. Đi đâu là cái này của Tây Ninh nè. Tây Ninh luôn nè, cái Gò Dầu nè, này cũng có huyện Gò Dầu luôn nè. Trong cái huyện Gò Dầu nó có mấy cái ấp cái xã, huyện Gò Dầu rất nhiều nhưng mà trong cái huyện nó có những cái xã. À, không phải. Như con cháu của Gò Dầu vậy, con cháu nào ở dưới bên trong, Chà Là. Này là người ta đang trang trí chưa có hoàn thiện không? Còn nữa. Đây thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu luôn.
mình chết đi. Còn nhiều nữa lắm. Còn nhiều nữa lắm. Kịp tấn nè. Đây là đây là chánh điện nè. Dễ mà. Chị Giang á, chị Bảy. Rồi, đứng ở ngoài luôn á, không có được vô đâu. Có chú biết hết rồi. Giờ này mà xịt nước sơn vậy chết rồi. Trời ơi trời. Phải ha, cái này là đu chồm. Thank you.
được rồi, đủ rồi. Thank you.